Bữa chị dẫn này làm video, bữa chị dẫn mua cho con Linh được ba cái áo, bữa chị dẫn chia sẻ cho mọi người xem nha. Này. Đây nha mọi người, là áo con Linh nè, rồi mình tát cái móc quạt nó hơi hồ ảo ảo nha. Đây nha mọi người, đây cái tim nè, tim áo con Linh thấy không? Đây là cái gì em biết? À, được ba cô tắt. Ba đầu tắt tắt quân Linh này, có logo quân Linh này. Màu trắng này. Một cái màu trắng nha, đây là cái màu màu nâu nè, cái này màu đen đây mọi người, lấy bôi ship luôn ba cái luôn mọi người, 1.187.000 đây này mọi người thấy không đó, thấy chưa? Mình thấy đẹp mình mua ủng hộ thôi chứ không có farm fix cho mọi người. Đây, một lần đây. Đây là một kem. Đây là cái áo màu hồng. Bán hồi nhà của đồng nông nghiệp. Mọi thấy không? Đây áo màu xanh. Mình cũng chưa mặc nữa. Đây mọi người. Vậy mình bóc ra mình mặc cho mọi người xem nha. Đây nè. Thấy không? Ở quần Linh này nha, đây là cái màu xanh nha mọi người, đây cái màu xanh không thấy không? Cũng được, thùng mát. Mình sẽ thử luôn á, áo màu hồng. Nói chung là mình 55 kg là mặc vừa hợp nha mọi người, ổn. Có logo này. Hết tin chút không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. Nó mùi. Thôi, bừng xây dựng kết thúc video nha mọi người. Nói ba chào mọi người nha.